Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới ở Tây Nguyên tiếp diễn trạng thái ngày nắng, về chiều tối có mưa, còn với khu vực Trung Bộ sẽ ngày một nóng hơn. Dự báo chủ nhật này, nắng nóng sẽ bao phủ khắp các thành phố từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Thuận với nền nhiệt trong khoảng từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Sang đến đầu tuần sau thì vùng nóng sẽ mở rộng lên khu vực Hà Tĩnh và Nghệ An. Vào các tháng hè này thì rất đông nhiếp ảnh gia đến với cánh đồng cỏ năng ở Quảng Nam để chụp ảnh. Những mảng màu xanh của cỏ tương phản với ánh sáng mặt trời, nhất là vào buổi sáng, tạo thành những làn sóng vô cùng đẹp mắt. Tùy vào thời gian trong ngày cộng với ánh nắng ở từng thời điểm, cánh đồng cỏ năng sẽ hiện lên những cảnh sắc khác nhau. Và theo các nhiếp ảnh gia thì khung giờ chụp hình đẹp nhất ở đây sẽ là từ sáng sớm cho đến 15 giờ chiều. Tuy nhiên, thời tiết ở Quảng Nam vào 5 ngày tới đây sẽ khá nóng bức với mức nhiệt trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe thì du khách nên đến đồng cỏ năng từ sớm để có nhiều thời gian chụp ảnh và chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp ở nơi đây. Từ 11 giờ trở đi, trời sẽ bắt đầu nắng nhiều và nóng. Buổi chiều thì phải sau 3 đến 4 giờ trời mới đỡ nóng hơn. Và nắng nóng dự báo sẽ còn kéo dài cho đến ngày thứ 5 của tuần sau rồi mới giảm dần. Thủ đô Hà Nội tuần tới dự báo cũng sẽ có nắng nóng 35 độ vào các ngày thứ 4 và thứ 5 của tuần sau. Các ngày khác thì ban ngày trời cũng nắng nhiều và khá oi, nhưng nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Và những ngày này tới với thủ đô, du khách sẽ bắt gặp những khoảnh khắc vào thu tuyệt đẹp ở Hà Nội với những gánh hàng hoa hay là những quả thị vàng thơm ngát ở trên phố. Thị trấn Măng Đen ở Kon Tum với độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, cùng với thảm thực vật đa dạng và phong phú, cùng nhiều hồ và thác nước, Măng Đen hiện đang là khu sinh thái nổi bật của quốc gia và là điểm đến hấp dẫn với các bạn trẻ. Về thời tiết ở Kon Tum thì quý vị lưu ý là 2 ngày tới đây khả năng sẽ có mưa bất chợt ở trong ngày. Còn từ ngày thứ 3 trở đi, mưa thường chỉ xuất hiện về chiều tối, còn ban ngày trời lúc nắng lúc nhiều mây, dịu mát với nhiệt độ không vượt quá 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới đây ổn định là trạng thái ngày nắng, về chiều tối sẽ có mưa, nhưng mưa về chiều thì có xu hướng ngày một nhiều hơn. Mưa có thể đến sớm từ trưa và cảnh báo là có điểm mưa vừa, mưa to kèm theo dông gió mạnh. Những ngày mà có mưa nhiều thì nhiệt độ sẽ khá dịu, không vượt quá 32 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.